Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin giờ chót ngày 22 tháng 9 năm 2024. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Họ muốn xóa Man City khỏi trái đất. Vâng, huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng hầu hết mọi người đang muốn Manchester City không chỉ bị xuống hạng mà còn muốn biến mất luôn khỏi trái đất này. Vâng, như đã đưa tin thì Manchester City hiện tại vẫn chỉ đang trong phiên điều trần về 115 cáo buộc vi phạm tài chính. Nếu bị kết tội thì The Citizen có thể bị trừ rất nhiều điểm, thậm chí nặng nhất là bị đánh xuống hạng. Theo huấn luyện viên Pep, ngoài thì đông đảo người hâm mộ hay một số người có tầm ảnh hưởng đều muốn Manchester City nhận án phạt nặng. Trong buổi chia sẻ mới đây, ông cho biết, trong một mùa giải, bạn có thể nói, ồ, đó là một mùa giải tệ hại. Nhưng với một số màn trình diễn, có người lại nói rằng, ồ, đó là một sự ô nhục, đó là một thảm họa, không thể chấp nhận được. Không, trong suốt 90 phút thì đó là một buổi chiều tệ hại khi họ chơi tốt hơn. Nhưng tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi, tôi muốn bảo vệ câu lạc bộ của mình. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay khi mà mọi người đều mong đợi chúng tôi không chỉ bị xuống hạng mà họ còn muốn chúng tôi biến mất khỏi trái đất, khỏi thế giới này luôn. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải giành chiến thắng và chiến thắng rất nhiều. Hiện tại có rất nhiều ý kiến đưa ra về cáo buộc vi phạm của Manchester City, trong đó thì có chủ tịch La Liga là ông Javier Tebas. Trong một chia sẻ trên Gaming Sport, Javier Tebas kêu gọi cơ quan có thẩm quyền phải đưa ra án phạt thích đáng nếu như Manchester City bị kết tội. Vị này cũng tiết lộ rằng ông đã nói chuyện với nhiều quan chức của các đội bóng ngoại hạng Anh. Phần lớn đều mong muốn Manchester City bị phạt. Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cũng từng đánh giá về án phạt của Manchester City. Ông cho rằng hình thức trừ điểm lên tới 3 con số có thể xảy ra. Trong khi đó, một số ý kiến đề xuất án phạt khác cũng đã được đưa ra. Đó là việc trừ điểm Manchester City trong nhiều mùa giải tiếp theo. Điều này đủ sức răn đe và ngăn cản họ cạnh tranh chức vô địch. Mặc dù Manchester City đang đối mặt với án phạt, nhưng Pep Guardiola vẫn đang hết sức tập trung cùng cao trò chuẩn bị cho đại chiến với Arsenal. Đây là trận đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn và cả hai đội đều gặp những khó khăn nhất định khi thiếu vắng những trụ cột bởi những chấn thương khác nhau. Real nhận siêu nhiều penalty. Có thể nói Real Madrid là vua penalty ở La Liga mùa giải này đến thời điểm hiện tại. Ở trận thắng Espanyol 4-1 rạng sáng nay tại vòng 6 trên sân Santiago Bernabeu, Lovacos một lần nữa được hưởng quả penalty. Endrick đã bị hậu vệ của đối phương phạm lỗi. Trên trận phạt đền, Kylian Mbappe sút thành công, hoàn tất cuộc lượn ngược dòng cho Real Madrid. Theo thống kê đến thời điểm này ở La Liga mùa giải 2024-2025, các trọng tài đã thổi 5 quả penalty dành cho Real Madrid. Trước trận thắng Espanyol, đội quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã 4 lần được hưởng quả penalty. Ở trận hòa 1-1 với Mallorca, 1 quả. Chiến thắng Real Betis 2-0, 1 quả. Thắng Real Sociedad 2-0, 2 quả. Thưa quý vị, Real là đội được hưởng penalty nhiều nhất La Liga mùa giải này. Và đáng chú ý là họ đã thành công ở cả 5 quả phạt đền, 2 dành cho Vinicius và 3 với Kylian Mbappe. Sau 6 vòng, Real Madrid ghi 13 bàn. Như vậy, số phát lập công trên chấm penalty chiếm gần 38,5% tổng số bàn thắng của Los Blancos. Nhờ hưởng lợi lớn từ các quả 11m, nên Real Madrid duy trì thành tích bất bại ở La Liga, có đó áp sát đội bóng đầu bảng Barca trên bảng xếp hạng. Hiện tại thì Real kém Barca 1 điểm, nhưng đá nhiều hơn đại kỳ địch 1 trận. Cũng theo thống kê, tính cả chiến thắng rạng sáng nay, Real đã kéo dài chuỗi trận bất bại tại La Liga lên con số 38. Tính trên mọi đấu trường, đây là trận không thua thứ 37 của họ ở Santiago Bernabeu. Đây cũng là trận không thua thứ 34 của Real Madrid trên mọi đấu trường. Về mặt cá nhân, nhờ 3 cú penalty thành công của Mbappe, anh đã vươn lên đứng đầu danh sách vô phá lưới La Liga với Robert Lewandowski. Cả hai cùng có 4 bàn từ đầu chiến dịch này. Trong khi Mbappe ghi 3 bàn trên chấm phạt đền, thì con số này của Lewandowski là 1. CR7 gọi huyền thoại là chuột nhắt. Cristiano Ronaldo đã phản pháo lại những chỉ trích về màn trình diễn của anh tại Euro 2024, cũng như những phản ứng đầy cảm xúc sau khi bỏ lỡ quả phạt đền trong trận gặp Slovenia ở giải đấu. Trong cuộc trò chuyện với cựu đồng đội ở Manchester United đó là Rio Ferdinand, Ronaldo đã bày tỏ cảm xúc thật sự trước những chỉ trích mà anh nhận được sau khi bỏ lỡ quả phạt đền. Theo báo chí Anh, CR7 dường như muốn ám chỉ đến Gary Lineker và Alan Shearer. Họ chẳng biết gì cả, chỉ trích thì dễ hơn nhiều so với việc đánh giá đúng những gì bạn thực sự có. Chúng ta đều biết cách truyền thông hoạt động. Nếu bạn nói tích cực, làm sao bán được gì? Bạn phải nói tiêu cực chứ. Điều đó là bình thường. Và nếu như bạn nói về Cristiano, nó sẽ xuất hiện ngay trên trang nhất. Vì tôi là người được theo dõi nhiều nhất trên thế giới. Tôi sẽ làm gì ư? Tôi sẽ khóc và sau đó kết thúc sự nghiệp của mình chỉ vì hai kẻ chuột nhắt đã chỉ trích tôi sao? Thế giới yêu mến của tôi, người hâm mộ yêu mến tôi, đó mới là động lực của tôi. Không ai có thể lấy đi ánh hào quang của tôi chỉ vì hai người từ đài truyền hình mà không ai biết đã chỉ trích tôi. Người ta tin rằng Ronaldo đang đề cập đến những bình luận mà Gary Lineker và Alan Shearer đưa ra trong một tập postcard. Cựu vua phá lưới World Cup Gary Lineker đã mô tả hành động của Ronaldo là trẻ con, trong khi Alan Shearer cho rằng phản ứng của Ronaldo là quá đà. CR7 thì giải thích lý do vì sao anh khóc sau khi bỏ lỡ quả phạt đền trước Slovenia.
siêu sao 39 tuổi chia sẻ: khi bạn có niềm đam mê với những gì bạn đang làm, bạn không thể quan tâm đến cảm xúc của mình. Ví dụ tôi đã khóc vào ngày tôi bỏ lỡ quả phạt đền. Khi tôi khóc, không phải vì tôi cảm thấy nếu tôi khi không ghi bàn thì Bồ Đào Nha sẽ bị loại và thế giới sẽ sụp đổ với tôi. Không phải vì điều đó. Mọi người, họ không hiểu tôi. Hãy tưởng tượng 27 quả phạt đền trước đó bạn đều ghi bàn, rồi bạn bỏ lỡ, và trong quãng thời gian đó bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân. Những người đến sân vận động, con bạn, mẹ bạn, bạn gái của bạn, tất cả mọi người, tôi cảm thấy buồn vì điều đó. Harry Kane lập thêm kỷ lục. Với pha lập công vào lưới của Werder Bremen trong chiến thắng tưng bừng 5-0 của Bayern Munich đêm ngày hôm qua, tiền đạo Harry Kane đã xác lập thêm một kỷ lục nữa ở Bundesliga. Ở trận đấu với Werder Bremen thuộc khuôn khổ vòng 4 Bundesliga đêm ngày hôm qua, ngoài cú đúp kiến tạo, Harry Kane còn đóng góp bàn thắng thứ 3 cho Bayern Munich sau nỗ lực dứt điểm từ mép vòng cấm ở đầu hiệp 2. Đây là bàn thắng thứ 41 của anh sau 36 lần ra sân cho đội bóng xứ Bavaria trong khuôn khổ Bundesliga. Với thành tích này thì Harry Kane đã trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Bundesliga với 41 bàn, vượt qua thành tích trước đó của người đàn em tại đội tuyển Anh, Jadon Sancho. Sancho đã ghi được 40 bàn thắng tại Bundesliga trong hai giai đoạn tại Borussia Dortmund. Thực hiện điều này, anh đã mất 118 trận đấu. Tuy nhiên, thành tích của Harry Kane là ấn tượng hơn nhiều khi anh ghi được 41 bàn thắng chỉ trong 36 trận, hiệu suất là hơn 1 bàn một trận. Kane đang thi đấu rất xuất sắc cho Bayern Munich đến thời điểm này của mùa giải và đã có 9 bàn thắng trên mọi đấu trường chỉ sau 5 lần ra sân. Anh cũng có 3 pha kiến tạo và bước vào trận đấu với Werder Bremen sau khi ghi được 4 bàn thắng trong chiến thắng 9-2 trước Dinamo Zagreb và một cú hat-trick vào lưới của câu lạc bộ Holstein Kiel vào cuối tuần trước. Trước đó, trong chiến thắng 9-2 trước Dinamo Zagreb, thủ quân của đội tuyển Anh cũng đã xác lập những cột mốc. Cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League hoặc cúp châu Âu với 33 bàn thắng sau 45 trận, vượt qua kỷ lục cũ của Rooney là 30 bàn. Cầu thủ người Anh đầu tiên ghi được 4 bàn trong một trận đấu Champions League. Cầu thủ người Anh đầu tiên ghi được hat-trick hoặc hơn trong một đội bóng nước ngoài tại Champions League. Cầu thủ đầu tiên ghi được hat-trick từ chấm phạt đền trong một trận đấu Champions League hoặc cúp châu Âu. Ghi bàn thắng thứ 50, 51, 52 và 53 cho Bayern Munich trong lần ra sân thứ 50 của đội bóng xứ Bavaria. Hat-trick thứ 24 trong sự nghiệp là lần thứ 5 anh có được hat-trick hoặc poker trong hai trận liên tiếp. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giờ chót ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVS Vlogs.